Sáng 19 tháng 10, cây xăng dầu Z11 nằm trên quốc lộ 1 đoạn đi qua quận 12 thành phố Hồ Chí Minh treo biển hết xăng. Nằm trên trục đường lớn là cửa ngõ di chuyển đến các khu công nghiệp, lại là giờ cao điểm nên lượng khách ghé vào đây để đổ xăng khá nhiều. Dù 6 trụ bơm vẫn sáng đèn nhưng cây xăng Z11 chỉ bán dầu, lắc tay báo hiệu từ xa hết xăng cho những khách hàng đi xe máy có nhu cầu đổ xăng. Dọc theo tuyến quốc lộ 1 đoạn qua quận Bình Tân, phóng viên Tuổi Trẻ tiếp tục ghi nhận tình trạng còn dầu hết xăng tại một số cửa hàng xăng dầu dọc trục đường này. Cụ thể, tại cửa hàng xăng dầu Vĩ Phong số 150 quốc lộ 1, dù không để biển hết xăng và cửa hàng luôn có 3-4 nhân viên túc trực nhưng thường xuyên lắc tay báo hết xăng. Ông Nguyễn Văn Huy, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Vĩ Phong, cho biết đến sáng nay cửa hàng tạm hết xăng, còn dầu. Ông Huy cho hay xăng vừa hết, đang đợi xe về nhưng chắc cũng phải trưa, đầu giờ chiều mới có. Trong khi đó, cây xăng 178 trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh vẫn rào chắn, tạm dừng hoạt động nhiều ngày qua. Còn tại cây xăng ở số 705 đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp vào 9 giờ sáng nay, mỗi khi có khách ghé, nhân viên liền xua tay ra hiệu hết xăng hoặc chỉ khách tới cây xăng khác gần đó. Nhân viên này cho biết cửa hàng hết xăng, chỉ còn dầu và tình trạng này đã diễn ra vài ngày. Tương tự, cửa hàng xăng dầu Petro Thạnh Lộc trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp cũng treo biển hết xăng còn dầu và nhân viên cũng cho biết sẽ bán lại khi có xăng. Trước đó, các doanh nghiệp đầu mối chiếm thị phần lớn tại thành phố Hồ Chí Minh đều cho biết đã bổ sung nguồn hàng, đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các hệ thống của mình tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Trong khi đó, nhiều hệ thống bán lẻ xăng dầu cho biết đã cải thiện nguồn cung, hoạt động dần ổn định song mức chiết khấu hiện vẫn rất thấp, chỉ dao động 200 đến 300 đồng mỗi lít khiến các doanh nghiệp bán lẻ vẫn gặp nhiều khó khăn về chi phí kinh doanh.